Chào các thầy cô, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cái cách tạo một cái đề thi trắc nghiệm ở trên Google Form và Google Drive. Đầu tiên là các thầy cô mở Gmail của mình ra và các thầy cô sẽ chú ý vào hai cái mục, một là Drive, hai là biểu mẫu. Đấy, thì hôm nay ta sẽ tạo đề trắc nghiệm từ Drive, nên tôi ấn vào Drive. Rồi, trong Drive thì các thầy cô chú ý cho tôi cái mục mới này. Đó, các tiêu ấn vào đây để ta tạo một thư mục mới. Cái thư mục mới để làm gì? Để là ta quản lý cái đề thi trong cái thư mục này cho nó dễ, thì tôi đặt tên nó là đề mẫu đi. Cái đề cho dễ phát hiện đấy thì tôi gắn nó một cái màu đấy, nên tôi ấn chuột phải vào đây. Đấy, tôi thêm một chỗ thay đổi màu đấy. Tôi chọn một cái màu đỏ thì có rồi, tôi chọn màu tím đi. Đấy, màu tím, có thấy màu tím chưa? Rồi, thì bây giờ tôi sẽ tạo một cái đề trong, nó sẽ lưu ở trong cái đề màu này. Thì tôi ấn vào đề màu. Sau đó, tôi ấn chuột phải, tôi để một chuột đây, ấn chuột phải. Tôi chọn vào Google biểu mẫu. Các thầy cô thấy Google biểu mẫu đấy chưa? Đấy. Các thầy cô chọn cái mục biểu mẫu trống. Biểu mẫu trống hoặc là bài kiểm tra trống được, tôi chọn biểu mẫu đi, thì nó sẽ chuyển sang Google Form. Cái chỗ này là chính là Google Form này các thầy cô này. Thì đầu tiên các thầy cô hãy đặt cái tên tiêu đề, là bài kiểm tra trắc nghiệm số 1 môn toán lớp 11. Rồi, coi như là xong. Phần mô tả thì các thầy cô đề gì cũng được, đặt tên là thầy Trung, có nghĩa là đề này của thầy Trung được em nhìn vào là viết môn toán. Sau đó tôi sẽ tạo cái tên, tức là các thầy cô ấn vô công này, nó thêm được cái này này. Đây. Và các thầy cô mục tâm trạng này các thầy cô sẽ chọn là trả lời ngắn. Các thầy cô đánh hò và tên, tức là như kiểu là cái tờ giấy kiểm tra của thầy cô nó thì phải điền tên vào để viết minh lại, họ và tên bắt buộc phải điền vào. Rồi sau đó ấn tiếp vô công để sang cái mục phần là lớp. Nếu như đề kiểm tra là dùng nhiều lớp thì các thầy cô còn nếu dùng một lớp thì thôi, các thầy cô bỏ qua cái mục này lớp và bắt buộc các em phải điền vào. Rồi, như vậy là cái phần mà tiêu đề của cái bài thi trắc nghiệm đã xong, gồm có là bài kiểm tra này, họ tên này, và lớp. Xong. Thì bây giờ ta sẽ sang cái phần nội dung của đề thi. Đây, các thầy cô ấn vào cái chỗ này để tạo ra cái phần hai, là gọi là phần nội dung. Thì đây là gồm là đề thi và phiếu trả lời trắc nghiệm, ta đặt tên tùy các thầy cô thôi. Đề thi, đề ra và phiếu trả lời. Có nghĩa là vừa gồm cả đề vừa gồm cả câu trả lời. Rồi các thầy cô tiếp tục ấn yêu cầu, bắt đầu đến cái phần câu hỏi. Thì ở đấy cách đầu tiên này tôi hướng dẫn các thầy cô là dành cho những cái môn mà nó chỉ chữ thôi, nó không có công thức. Đấy, ta sẽ làm trực tiếp ngay trên cái Google Form luôn. Câu 1 như là Việt Nam nằm ở đâu, lúc nào? Các thầy cô bây giờ sẽ chọn được cái sang cái phần thứ hai là phần tùy chọn này này. Các thầy cô sẽ đáp án A, từng đáp án một, nhưng tôi chọn chữ A. Đấy, thì có bốn đáp án nên nó gửi cho mình luôn, mình nhận vào đây luôn B, C, D luôn. Như vậy là cái câu hỏi của ta sẽ có bốn phương án mà giống như chứng minh phổ thông ta đang dùng ấy. Thì đáp án A là gì, các thầy cô đánh vào đây. A là châu Mỹ chẳng hạn. Cuối cùng là châu Phi. Rồi,
Xong rồi thì để đấy là một câu hỏi, à, đấy chứ không phải là câu hỏi, đấy chỉ là cái câu thăm dò thôi. Thì muốn nó là câu hỏi có điểm, có biểu điểm, có đáp án đúng sai. À, thì các thầy cô phải chuyển lên cái chỗ này, chuyển lên cái chỗ này, cái bánh răng này, gọi là xét tính đấy, cài đặt đấy. Thầy cô ấn vô đây, thì ở đây nó có sẽ ba cái tab, một là cài đặt chung, hai là bạn trình bày và ba là kiểm tra. Thì ở cái tab đầu tiên này, các thầy cô chọn được, không thì không chọn một nào được. Đấy. Nhưng chỉ có cái chỗ, chú ý cái chỗ là giới hạn ở một lần thi. Thì nếu như các thầy cô muốn mà nói chỉ thi một lần thì các thầy cô tích vào đó sang cái chỗ trình bày. Bài thì các thầy cô hiển thị tiến độ các thầy cô tích vào, hiển thị đường link để các thầy cô tích vào. À, còn cái mục cuối cùng là thì không nên chọn. Và cuối cùng là cái quan trọng nhất là cái mục bài kiểm tra, thì các thầy cô phải tích vào đây thì nói với thành câu hỏi để các thầy cô nói. Rồi ở đây có hai lựa chọn, thì nếu muốn chấm tự động thì các thầy cô nên chọn một trên, còn nếu tổng thủ công thì các thầy cô chọn một dưới, và tôi thì tôi sẽ chấm một trên để khi mà chấm xong thì tôi sẽ có điểm ngay và tôi chỉ việc xuất ra Excel là được. Đấy. Nó khỏe hơn nhiều và ấn một lưu. Rồi khi đó bắt đầu xuất hiện dưới đây những cái câu hỏi sẽ có trong đáp án, các thầy cô ấn vào đó thì các thầy cho điểm. Thì quan điểm của tôi thì cứ mỗi câu là một điểm, mình 25 câu thì tôi sẽ lấy một chia cho 25 nhân 10 thì ra cái điểm của từng câu thôi. Nhưng mà vì Google nó cho điểm lẻ nên tôi chọn điểm là một và tôi tích vào đáp án đúng. Đáp án đúng của tôi là C, có nghĩa là cái đáp án này đáp án của câu hỏi này là C. À, và xong bây giờ ta tạo tiếp câu 2. À, câu 2 thì ta ấn tiếp vô cổng. Câu 2 thì có cũng tạo trực tiếp nhưng mà có thể là cái hình thức khác một tí. Tức đáp án tôi cho lên cái phần này luôn. Câu hỏi là tôi cho lên phần này luôn. Các phương án. Đấy, cho lên cái dòng này luôn. Thì giờ cái phần tùy chọn này các thầy cô này nó chỉ đóng vai trò đáp án và câu trả lời cho các em nữa thôi, cho nó không các thầy cô cần đánh cái các phương án vào đây nữa, A B C D là xong và chọn đáp án vẫn là một điểm. Rồi như đáp án đúng là C thì ta vẫn tích vào C và ta là xong. Đó là cái loại thứ hai, cái trái. Và cái cách thứ ba thì nó dành cho những cái đề mà ra toán. Cái đề toán nó có bây giờ là nó có nhiều công thức mà công thức thì Google không đánh được trên Google Form, nên buộc lòng máy là Google cho ta một cái phương án thế này, buộc lòng ta phải dùng cách khác. Mà phương án là ở đây có một cái cách khác là ta có thể tải được ảnh lên đây, các thứ nhìn vào đây, có nghĩa là ta phải chuyển cái cấu hỏi toán ấy, về dạng ảnh, sau đó ta sẽ dùng tải cái ảnh lên và làm thành cái câu hỏi. À, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách làm câu hỏi thành dạng ảnh nó như thế nào. Đây, chẳng hạn như tôi có cái đề đây các thầy cô. Ví dụ như tôi chọn câu này, câu 3 đây, các thầy cô thấy không? Đấy, thì để chuyển câu 3 này về dạng ảnh nhé, thì tôi thường dùng cái phần mềm có sẵn ở Windows là Snip Pin Tool. À, Snip Pin Tool. Đây, tôi sẵn ở dưới đây này. Rồi các thầy cô có thể tìm ấn chữ S thì nó hiện đang ấy là chữ Steam, ấn vào đó. Sau đó ấn vô cái New. Đấy, các thầy cô rê cái chỗ cộng này, cái vùng mình cần chụp. Đấy, thấy chưa? Và thả nó ra. Xong. Đấy, và các thầy cô ghi lại. Đặt cho nó cái tên. Như đây là câu 3 thì các thầy cô nên đặt câu và đáp án của câu này luôn. Để khi mình nhập vào cho đội quên thì câu 3 này có đáp án lập B, thì tôi đặt là câu 3B. Đó. Rồi bây giờ tôi quay lại à, form ấn bấm duyệt, tôi để trong cái chỗ thư mục là demo. Đâu rồi đây,
Câu 3B đây cả. Đấy, câu 3 đáp án B, thì tôi đặt là 3B, tải nó lên. Đây, các thầy cô thấy chưa? Được cái hình thức này chưa? Đẹp chưa? Đấy, nó như một cái câu thí trắc nghiệm thật. Đấy. Thì bây giờ ta các đáp án ta chỉ việc ABCD thôi, chứ còn không cần về đánh nội dung ở đây. Đáp án. Đáp án chắc là B rồi, ta tích vào B. Rồi, xong. Tức là sau thì giả sử D bao nhiêu câu thì tôi làm bấy nhiêu câu, nhưng mà đây tôi làm mẫu 3 câu. À, như thế thôi. Bây giờ tôi cho xong. Thì sau khi ấn vào xong rồi á thì nó sẽ tự động lưu vào drive này, các thầy cô thấy không? Đã lưu vào drive của cái D này của 3 câu hỏi. Còn các thầy cô cũng làm 10, 20 tùy các thầy cô. Xong rồi, các thầy cô ấn vào chữ gửi. Thì ở mục gửi này này, nó có này, gửi qua mail này, các thầy cô có thể ấn qua mail này, đánh mail đây. Nhưng quan tâm cái này. Đánh cái mail học sinh mới đánh được, nhưng bây giờ quan tâm này, còn tâm này, các thầy cô tích vào đây. Nó sẽ có một cái link. Thì ở đây nên rút gọn cái link này đi. Đấy. Sau đó các thầy cô sẽ ấn một chữ sao chép và gửi cái link này cho học sinh, thì học sinh sẽ theo cái link này và vào làm bài được. Đấy, nó hay là chỗ đó. Đấy. Thì các thầy cô gửi cho lớp nào thì lớp đó làm thôi. Đấy. Chẳng hạn như bây giờ là tôi đóng vai trò một người học trò chẳng hạn. Tôi mở một cái tab mới, tôi paste cái link này vào đây. Tôi vào thì xem thế nào. Đây, các thầy cô thấy chưa? Cái hình thức nó thế này, bài kiểm tra của thầy chúng. Đầu tiên là nhập email của học sinh vào. Đấy, chẳng hạn như Nam. Rồi, sau đó đánh họ vào tên. Đấy, tức là cái này bắt buộc phải nhập thì mới được thi. Đấy, trên các em không thể quên ghi tên, như kiểu mà chúng ta làm bài kiểm tra tài lớp thì nhiều em làm trần trản nhưng mà lại quên ghi tên. Đó, và tiếp tục. Đấy, và làm bài thôi. Thì các em chọn phương án tích và nó. Rồi, sau khi các em làm xong thì các em sẽ có một cái chữ gửi đây. Đây chính là nộp bài. Đó. Và các em muốn xem điểm mình thì ấn vào đây luôn, xem điểm luôn. Đấy, như vậy bạn này làm đúng được 2 đến 3 câu. Rồi, thì bây giờ sau khi học sinh làm xong rồi thì ta xem thử là giáo viên sẽ nhận được điều gì. Đấy, bây giờ ta sẽ quay lại. Đấy, bây giờ ta sẽ mở nó. Mở lại trình duyệt. Đấy, để kiểm tra xem thử là và tôi vào đúng cái drive của tôi giữ đúng tài khoản của thầy cô nhé. Drive của tôi rồi, tôi mở vào đây, tôi mở vào chỗ đề mẫu này, đấy không phải là đây cái bài kiểm tra tôi làm trước. Đây đề mẫu này thì cái bài kiểm tra mà tôi tạo nó nằm đây cả thầy cô này. Giờ tôi tích vào đây. Rồi. Và tôi sẽ kiểm tra xem thử là có bao nhiêu học sinh đã thi và tình hình làm bài như thế nào. Đây các thầy cô vào chụp câu trả lời đây. Em này. Ấn vào đó. Thì có 3 câu trả lời thì có nghĩa là có 3 học sinh đã thi. À, đã thi. Và Google thống kê cho mình tỷ lệ câu làm như thế nào vân vân, các thầy cô đọc kỹ thì sẽ thấy. Đấy, thống kê cả tên cả email của mình của học sinh vào đây luôn. Đấy, chẳng hạn như có 3 người là Ngô Xuân Cục, Bảo Ngô Xuân Minh Nhàn, Lê Hoài Ấn chẳng hạn, đã làm rồi. Đấy. Thì bây giờ là các cái thông tin khá là kỹ, thống kê tỷ lệ để biết thế nào đó có rồi, rồi. Bây giờ ta sẽ sang cái nữa là ta sẽ xuất điểm của học sinh ra một file Excel để giúp cho ta cái chuyện là vào điểm số điểm cho nó nhanh. Thì ta làm thế nào? Bây giờ ta chuỗi vào cái mục 3 chấm này. Đây, ta chọn vào mục thứ hai, chọn điểm trên bảng tính. Đây, chọn điểm
Đấy, một cái ai thì tạo một cái bảng tính mới thì các thứ có đặt tên cho nó là gì cũng được. Đấy, thì tôi đặt tên là điểm của bài kiểm tra số 1 chẳng hạn. Bài kiểm tra số 1. Đấy. Tạo. Rồi sau khi tạo rồi thì bảng điểm này này nó sẽ lưu vào drive. Lưu vào drive. Đó. Thì bây giờ các thầy cô mà muốn xem thì các thầy cô vào đây, các thầy cô thấy chưa, bên cạnh đây là tôi mở lại được lại là thấy bên cạnh có được rồi, có bảng điểm là tôi mở nó ra, tuyệt vời các thầy cô, cái thông tin cực kỳ chi tiết luôn đây. Thì nó hiện lên là thời gian nộp bài này, điểm này đạt được này, thò và tên này, và lớp, thậm chí là câu nào đúng câu nào sai thống kê vào đây, đáp án của câu nào nó thống kê vào đây luôn đây. Với cô thấy chưa? Thì ta chỉ cần quan tâm cái mục là điểm số và họ và tên một lớp thôi, ta chỉ cần ba cái này ta có vào số điểm là xong. Đấy. Và các thầy cô chỉ việc là tải cái file này về máy và dùng thôi. Đấy. Thì trên đây là tôi đã hướng dẫn các thầy cô cái cách là tạo đề thi này, xuất file điểm. Đấy. Thì hôm sau có thời gian thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách tạo đề trắc nghiệm trong Google Form từ Facebook và file PDF một cách nhanh nhất có thể. Đấy. Xin chào các thầy cô và chúc các thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cái mùa dạy online này. Đấy. Chào các thầy cô.